Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng đang đứng đây nè, mình đợi cái bạn nhỏ hôm qua lại chơi á. Bạn nói là hôm nay bạn dẫn thêm bạn bè lại chơi nữa mà không biết là dẫn được bao nhiêu người nha. Đâu giờ coi coi, đợi coi các bạn lại khi nào bạn lại tới nha. Kìa đó đó, bạn nhỏ của mình lại nữa nè. Đây. Hôm nay dẫn thêm một người bạn nữa. Đó, hôm nay bạn nhỏ lại chơi nữa nè, dẫn thêm một cái bạn học cùng lớp nữa nè. Rồi, đó, rồi mời hai bạn vô chơi nha. Ôi, bạn này tên gì? Kiệm hả? Rồi, đó, hôm nay có thêm một bạn Kiệm nữa nè, đó, nhìn mũm mĩm không, dễ thương không? Rồi, đi vô chơi đi con. Đó, rồi, vô lấy tha hồ lấy chơi đi nha. Rồi, đó, các bạn thấy không, hôm nay dẫn thêm một bạn học cùng lớp nữa nè. Đấy, rồi đó, bây giờ các bạn lại, các bạn chơi nè, các bạn thấy vui không? Rồi hôm nay cái bạn nhỏ hôm qua dẫn thêm một bạn nữa, là một, cũng là một fan hâm mộ của mình nè, đó cũng tới đây chơi nè. Thì các bạn nào mà ở Tây Ninh mà gần gần nhà mình á thì có thể lại nhà mình chơi đó, tha hồ mà chơi quýt nè, đó đem theo quýt nè. Rồi sẵn tiện hôm nay giải giùm anh mấy con mà phá đi đó, tại vì thôi đi, không nói kìa. Tại vì cái bút mình để á, có nhiều bạn lại chơi á, xong rồi sáo lên tùm lum tùm la luôn á. Giờ bắt đầu bây giờ bạn này lại giải nè, đó. Ô, làm quả tiết nè. Đó. Rồi, có bao nhiêu cục giải hết rồi, có cục nhỏ nhỏ nữa kìa, đó. Đó, mấy cục nhỏ luôn đó. Ừ, thì cứ từ từ con đi. Cái này sao đẹp vậy, quả tiết này đẹp vậy? Đâu đâu đâu, để coi lại coi. Sao làm hay vậy? Sao làm giao cái quả tiết nó hay vậy? Rồi đâu giải lại bình thường coi. Dạ. Cố lên. Cái quả tiết này là mình còn không biết nữa. Cố lên. Cố lên Long. Trời ơi. Kia ơi. Lấy không? Rồi, làm được không đó? Dạ được. Hay quá. Làm ơi. Dạ, có nhiêu con lấy ra làm hết coi. Hôm nay còn 2. Đại lực 15. Cố lên. Rồi, ta chăm sẻ thử cho Long. Con trong nhà. Hứa nha. Ok. Tiếng nói về không được ăn trong ta là tối không chìa. Rồi, bỏ khẩu trang ra đi cho mấy bạn nhìn thấy mặt coi. Các bạn mập này nhìn dễ thương các bạn. Đâu có nhiều lục ra là làm có phá quậy rồi. Cũng mang ông cục quy gì nữa. Đó, các bạn thấy vui không? Bạn nào mà cứ gần gần nhà mình cứ lại đây chơi thoải mái luôn. Cố lên Long ơi, cố lên. Rồi, con này giải không được luôn rồi. Cố lên Long. Hay vậy, giò thua luôn. Lên đâu? Rồi con này là thua luôn rồi, hết biết cách giải rồi. Rồi con này bị ai làm quà tiết sao khó quá. Ôi rồi xong luôn. Xong rồi. Ý hay vậy ta. Trời ơi. Rồi biết làm quà tiết của con tam giác không? Dạ biết. Đâu rồi, lấy ra làm thử coi. Đó, các bạn thấy không, nhà mình vui không? Đó, ai gần gần cứ lại chơi nha. Xong. Ồ, đẹp vậy ta. Giờ giải lại coi được không? Được. Hay quá rồi. Xem còn phục nào không ta. Dài dài lớn. Hà ơi, còn hơi cục nữa. Chân của mày. Xong. Xong có lên lắm. Này.
rồi cục này xong luôn rồi, hư luôn rồi. Không giải được luôn. Ui. Ừ, hay quá. Lại lại. À, thấy mấy bạn nhỏ lại chơi vui không? À. À, hôm nay có đi học không hay là mới học xong? Dạ, mới học lại. À, học là chưa được học chính thức ở trường hả? Điểm dạ. À, con học lớp mấy rồi? Học chung con luôn. À, hai đứa học chung lớp đó, hả? Dạ. À. Rồi có đứa nào mà biết chơi thích du bích không? Có, bạn bè có, á? Có. Có thì ở bữa nào dẫn lại chơi luôn. Ok. Vũ lại đông lại chơi cho vui ha. Chắc thứ tư đi anh. Thứ tư năm vậy, nói chung là ngày nào mà rảnh á, học xong á thì dụ mấy bạn lại chơi. Dạ, thứ tư tuần sau em đi đến. Thứ tư tuần sau cơ. Thứ tư tuần sau lận hả? À. Còn cái bạn áo xanh này là biết chơi rubik không? Không biết thì tập đi. Chỉ cho bạn chơi đi. Con ơi. Con chỉ cho kìa, con tam giác này không hiểu á. Nó dễ, nhưng khó lắm. Tam giác này dễ nhất luôn á, không ngồi. Thì bây giờ á là nguyên một nhóm đi, Dũng nguyên nhóm lại xong rồi tập chơi đi, xong rồi đầu cái cuộc thi đó thi đi rồi đấy, nếu mà ai đọc giải, ai giải nhanh nhất thì anh sẽ tặng rubik cho đó. Nhưng mà chắc chắn em rồi thì phải vũ bạn bè lại cho bạn nó tập chơi trước đi. Tầng 2 thôi. Thì đó, thì bởi vậy mới nói là vũ bạn đi rồi cho bạn tập chơi rubik đi rồi khi nào mà chơi thì chơi cuộc thi á, ai giải lẹ nhất thì anh sẽ tặng cho phần quà. Wow, hôm qua mất kỳ hả? Chắc chưa đủ thêm đứa nó đến chơi đi. Đúng rồi, cầm công mười mấy đứa, 20 đứa gì đó. Hai đứa thôi. Nó nhỏ hơn. Dùng chắc rồi. Ôi, trong người dùng à. Nhưng mà đi thì có ai ăn á. Cái đó có đúng không? Đúng. À. Hôm nay con có mua được con rubik nào nữa không? Dạ không. Hết tiền rồi hả? Cần tiền nhưng mà sạch túi. Sạch túi hả? Tiền. Còn tiền mà sạch túi. À, thì mua mấy con dễ thôi, 3x3 tập chơi từ từ đúng không? À, cố gắng đi nha, bạn áo xanh tên gì? Kia. Kiệm hả? Kia. Ờ. À, gán tập chơi rubik này đi nha. Dạ. À. Okay. Rồi hôm nay cũng có được cái bạn nhỏ này lại chơi nữa nè, vui không các bạn? À. Ê, ừ, có nhiều vũ đông lại chơi nha. Đó. Vũ hết không còn chưa ai luôn. Rồi đó, thì thôi. Hôm nay cái bạn này là giải lại cho mình mấy con này nè, tại hồi trước có mấy bạn lại chơi á, xong rồi phá ra tùm lum tùm la luôn á, rồi bạn giải lại cho mình nè. Đó, kiếm lục lại cái còn có cái con nào mà bị phá lên không? Đó, giải lại giùm anh coi nha. Coi cái con đó biết giải không? Đến tầng 2 rồi. Rồi thôi vậy để đó đi, tí nữa anh giải quyết cho. Con nãy à. Rồi thôi, video đến đây hết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nhớ đón xem nha. Bye bye. Chào tạm biệt.